rồi, cho nên là tặng mọi người một bài piano, rồi chúng ta sẽ cho xem tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra. Ok rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem livestream ngày hôm nay, và xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có buổi tối thật vui vẻ.